Mình trả lời bạn quyển truyện tranh nè. Bạn thấy nội dung quyển truyện này hay không Kim? Ừ, hay lắm luôn á. Cảm ơn bạn nha. Kim ơi là Kim, mình bắt đền bạn đó. Có chuyện gì vậy tao? Lúc nãy bạn trả mình không kiểm tra kỹ, về nhà mình mở ra coi thì thấy nó bị rách như vậy nè. Có mấy trang còn bị dính vết bẩn thèm lem luôn. Mình không có xé truyện của bạn. Vậy không lẽ mình xé rồi đổ lỗi cho bạn? Bạn đền cho mình đi. Bạn mà không đền, mình bo xì bạn luôn. Bo xì thì bo xì. Mình không có làm, mình không đền. Tao, Kem, hai bạn bình tĩnh lại đi. Làm sao mà mình bình tĩnh được chứ? Để mình giúp hai bạn điều tra xem có chuyện gì xảy ra với quyển truyện tranh bị rách nha. Đúng rồi, có chú cô ở đây mà. Bạn giúp mình nha. Bạn đọc quyển truyện đó ở đâu? Lúc nào? Để mình mở camera dò tìm quá khứ là biết có chuyện gì xảy ra mà. Mình đọc hồi chiều hôm qua, ở phòng ngủ của mình đó. Mắc cười quá à. Chuyện này hay quá đi. Ước gì chuyện dày cả ngàn trang để mình đọc hoài học hết. Kem ơi, đi chơi đánh trận giả không? Hình như Tôm rủ mình đi chơi. Cái thứ này có gì mà thằng Kem vừa nhìn vừa cười vậy chứ? Hình như tụi người trái đất gọi nó là truyện tranh á. Tao thấy có gì đâu mà mắc cười. Mày có biết chữ người trái đất đâu mà đòi đọc. Đâu, đưa tao coi. Mày làm như mày biết vậy đó. Đưa đây. Để tao đọc. Thì ra là do tụi bọ khỉ. Dám làm rách chuyện tranh của tôi, đền đi, đền cho tôi đi. Không biết chữ mà đòi đọc nè, làm tôi bị táo mắng quan. Trời ơi, con nhỏ đó trưởng như bà Trần vậy á. Ai biểu mày kêu đi thăm thính đúng lúc con nhỏ đó đến nhà cái thằng Kem chứ. Tụi nó trốn mất tiêu rồi. Ai đền cho mình đây? Kem, bạn phải đền cho táo đi. Vì bạn không giữ gìn chuyện của táo cẩn thận để tụi bò khỉ phá đó. Mình biết lỗi rồi, mình xin lỗi táo nha. Để mình xin tiền mẹ mua đền cho táo nha. Bạn nhớ nha, lần sau mượn đồ của người khác thì phải cất giữ cẩn thận, không tạo cơ hội cho người khác lấy đồ của mình phá nha. Mình nhớ rồi, táo đừng có giận mình nữa ha.